Quách Văn Tảo, sinh năm Bính Tuất 1466, người xã Quỳnh Bội, huyện Gia Định, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc. Nay thuộc thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông Đỗ Đệ Nhị giáp tiến sĩ xuất thân, hoàng giáp, khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh Thống II, 1499, đời vua Lê Hiến Tông. Ông làm quan dưới triều Lê, thăng trải đến chức thừa chính sứ. Sinh ra từ một vùng quê giàu truyền thống hiếu học, Quách Văn Tảo cũng sớm hướng theo nghiệp đèn sách, miệt mài học tập, mong đến một ngày thi cử đỗ đạt. Nghỉ giải lao, ăn chút hoa quả đi con. Con xin, con cảm ơn mẹ. Thấy con học hành chăm chỉ, mẹ rất vui. Dạ. Nhưng con còn nhỏ tuổi, vừa học vừa phải vận động để cơ thể phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, có biết không? Dạ vâng thưa mẹ, thi thoảng con vẫn thi chạy cùng với em Tí nhà bên đấy ạ. À. Em ấy nhỏ tuổi hơn con mà sức bền lắm mẹ ạ, chạy lại nhanh như sóc ấy. Thằng Tí trông nó nhỏ vậy nhưng rắn chắc. Dạ vâng ạ, con sẽ chăm chỉ tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh, cao lớn giống cha ạ. Con trai mẹ ngoan lắm, khi nào triều đình mở khoa thi, con lên kinh thành tham dự rồi đỗ đạt làm quan. Như vậy càng làm cha mẹ vui mừng hơn. Con sẽ cố gắng mẹ ạ. Con sẽ thi đỗ rồi ra làm quan, một vị quan thanh liêm được dân chúng yêu mến. Con sẽ xung phong đi tiêu diệt những đám cường hào hà hiếp dân lành, để dân chúng được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc ạ. Con trai mẹ học rộng hiểu nhiều, con đã trưởng thành, đã biết nghĩ đến việc có ích như vậy, mẹ còn mong gì hơn? Đến năm Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh Thống, năm thứ hai, đời vua Lê Hiến Tông, 1499. Quách Văn Tảo tham gia kỳ thi hội cùng 5.000 người khác. Khoa thi ấy lấy đỗ 55 người. Quách Văn Tảo là một trong số đó. Đến ngày 9 tháng 7 năm 1499, triều đình mở khoa thi điện, đầu bài văn sách hỏi về nhân tài và vương chính. Đầu bài văn sách hôm nay khá hay, tôi tin mình sẽ có tên trên bảng vàng. Anh làm bài tốt lắm sao? Còn tôi thấy mình không chắc. Còn cậu, Quách Văn Tảo, cậu làm bài thế nào mà im lặng thế? Tôi làm bài cũng tạm được, đề bài không phải là quá khó. Đúng rồi, đề bài này với đám sĩ tử chúng ta thì dễ như ăn cháo ấy chứ. Tôi ăn cháo mà còn mắc nghẹn đây này. Nhân tài và vương chính, nói dễ thì nó dễ, nhưng đã là đề thi văn sách trên điện vua thì nó cũng không đơn giản. Làm bài trước tiên phải giải thích được câu chữ, phải luận giải ra vấn đề sử dụng nhân tài của các bậc quân vương xưa nay, rồi liên hệ với thực tiễn trong lịch sử nước nhà. Đúng là còn tùy văn phong của mỗi người để trình bày bài thi ra sao. Xưa nay có ai làm quân vương mà không muốn có người tài bên mình chứ? Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng người tài cho đúng. Đúng vậy, quân vương trước tiên phải công bằng, công chính, như vậy mới mong có người tài ở bên. Đến khi có người tài ở bên rồi thì phải dùng người ấy như thế nào để tốt cho dân, cho nước mới là quan trọng. Những điều Quách Tảo nói tôi đều viết được, nhưng không biết hoàng thượng sẽ đánh giá thế nào. Kết quả ra sao chẳng phải chờ triều đình yết bảng vàng là biết rồi sao? Trong kỳ thi này, Nguyễn Văn Tảo đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, tức là hoàng giáp. Năm ấy ông 34 tuổi. Sau khi đăng khoa, Quách Văn Tảo được bổ làm quan trong triều, sau trải thăng đến chức thừa chính sứ. Thừa chính sứ là chức quan đứng đầu của một trấn, trông coi về dân sự, hàm chánh tam phẩm. Hạ quan xin bái kiến thừa chính sứ đại nhân. Quan hiến phó sứ đến đây ư? Mau ngồi ghế uống trà đi. Dạ thưa đại nhân, hạ quan có việc cần bẩm báo. Có việc gì ngài cứ nói. Năm nay dân chúng ở trấn ta đã khấm khá hơn năm ngoái, đặc biệt về tình hình an ninh trật tự đã ổn hơn, không có những vụ án dã man, số lượng vụ án cũng giảm, nạn trộm cướp đã giảm phân nửa. Rất tốt, ta đã nói với ngài ngay từ cuối năm ngoái, nếu chúng ta làm việc nghiêm cẩn thì kết quả sẽ tốt đẹp thôi. Dạ đúng ạ, hạ quan đúng là cảm phục mọi chỉ dẫn của thừa chính sứ đại nhân. Ngài đúng là có cái nhìn xa trông rộng nên mọi việc trong trấn đều tốt. Hạ quan đã làm xong tổng kết nên mang tới đây trình ngài xem.
Đúng là các vụ án mạng, trộm cướp trong trấn đã giảm hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng chúng ta là những người quản lý công việc hành chính và tư pháp. Chúng ta cần kiểm tra, giám sát thực tế. Không thể lúc nào cũng tin vào báo cáo của các địa phương. Dạ vâng thưa đại nhân, hạ quan sẽ giám sát chặt chẽ, kiểm tra xem các địa phương báo lên có đúng không ạ. Được, xong việc hãy báo lại cho ta rõ. Quách Văn Tảo làm quan trải 6 đời vua Lê. Sự nghiệp của ông gắn liền với những diễn biến chính trị xã hội phức tạp của đất nước trong hai thập niên đầu thế kỷ 16. Đặc biệt trong giai đoạn cuối của vương triều Lê Sơ. Sau này, Quách Văn Tảo về chí sĩ. Có lẽ ông đã rời khỏi chốn quan trường trước khi nhà Mạc lên thay nhà Lê Sơ. Tư liệu về Quách Văn Tảo rất ít ỏi. Theo khảo sát tại địa phương, hiện nay dòng họ Quách ở thôn Quỳnh Bội không còn hậu duệ. Các tư liệu của địa phương ghi chép về thân thế và sự nghiệp của Quách Văn Tảo đều không còn. Tên tuổi của ông được khắc trên bia Kim Bản Lưu Phương tại Văn Miếu Bắc Ninh.